Sáng thế ký chương 42. Gia-cốp thấy xứ Ai Cập có lúa bán ra, bèn phán cùng các con trai mình rằng: sao ba ngớ ngẩn nhìn nhau vậy? Lại rằng: này, cha nghe dưới xứ Ai Cập có lúa bán, ba hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết chứ. 10 người anh của Joseph bèn xuống Ai Cập đặng mua lúa, nhưng Gia-cốp không cho Benjamin em Joseph đi cùng các anh, vì nghĩ rằng ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra điều rủi ro cho nó. Xứ Canaan bây giờ cũng đói, nên các con trai của Israel cũng đổ xuống Ai Cập mua lúa như người khác. Và lúc này chính Joseph cai trị trong nước và bán lúa cho cả dân bản xứ. Các anh Joseph bèn đến sắp mình xuống trước mặt người. Joseph thấy nhìn biết các anh mình, nhưng giả làm mặt lạ cùng họ, nói một cách sẵn rằng: các người ở đâu đến? Đáp rằng: ở xứ Canaan đến đặng mua lúa. Vậy Joseph nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra. Joseph nhớ lại điềm chim bao mình đã thấy về anh em mình, liền thét rằng: các ngươi là thám tử đến đây đặng dòm hành những nơi yếu ốt của xứ ta. Đáp rằng: thưa chúa, chẳng phải vậy, các tôi tới chúa đến đặng mua lúa mà thôi. Chúng tôi đây đều là con của một cha, vốn nhà lương thiện, chẳng phải là thám tử đâu. Người đáp lại rằng: chẳng phải các ngươi đến đặng dòm hành những nơi yếu ốt của xứ này? Đáp rằng: cả tôi tới chúa có 12 anh em, con của một cha, nguyên xứ Canaan. Này, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ hãy ở lại nhà cùng cha chúng tôi. Joseph nói: ấy quả thật, ta đã nói các ngươi là thám tử. Đây là điều ta thử các ngươi. Ta chỉ mạnh Pharaoh mà thề rằng, hễ em út các ngươi không đến đây thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chỗ này được. Hãy sai một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống, còn bao nhiêu thì phải ở tù lại đây. Lời các ngươi phải thử đã, rồi ta sẽ biết các ngươi nói đó có quả thật chăng. Nếu chẳng thật thì ta chỉ mạnh Pharaoh thề rằng các ngươi là thám tử đó. Đoạn Joseph truyền đem giam họ chung trong ngục 3 ngày. Ngày thứ 3, Joseph nói cùng họ rằng: ta kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm điều này thì được sống. Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đó cho các ngươi. Đoạn hãy dẫn em út xuống đây thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng phải chết. Vậy họ nghe theo. Họ bèn nói với nhau rằng: quả thật chúng ta cam tội cùng em ta rồi, vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho, vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Ruben đáp rằng: anh há không có nghe cùng các em rằng chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe, nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại. Quả Joseph vẫn dùng người thông ngôn nói chuyện lại cùng các anh, nên họ tưởng Joseph chẳng nghe hiểu. Joseph xoay mặt qua chỗ khác mà nói, đoạn xoay mặt lại nói chuyện cùng họ. Bèn bắt Simeon trong vòng anh em truyền trói lại trước mặt họ. Joseph truyền đầy tớ xúc lúa đổ đầy bao và để bật lại trong đó cho mỗi người anh em, cũng để thêm lương thực dùng dọc đường. Đầy tớ làm y như là. Đoạn anh em chắc mấy bao lúa lên lưng lừa rồi đi. Đến quán, một người trong bọn mở bao ra cho lừa ăn thóc, thấy bạc mình ở tại miệng bao. Thằng nói cùng anh em rằng: bạc của tôi trả lại hiện trong bao tôi đây. Các anh em nhắc gan vừa nói với nhau vừa run mà rằng: Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây? Các anh em trở về cùng Gia-cốp cha mình tại xứ Canaan, thuật lại cho người nghe mọi nỗi đã xảy đến rằng: người đang làm chúa tại xứ Ai-cập nói với chúng tôi cách sáng sớm cho chúng tôi là thám tử, xong chúng tôi có thưa cùng người rằng chúng tôi vốn nhà lương thiện, nào có phải là thám tử đâu. Chúng tôi được 12 anh em, con một cha, một người đã đi mất biệt,
còn người Út hiện giờ ở nhà cùng cha tại xứ Canaan. Người làm chúa xứ đó dạy rằng, làm như vậy, ta mới cho các ngươi là lương thiện. Hãy để lại cùng ta một người nào trong bọn các ngươi, còn bao nhiêu sẽ đem lương thực về nuôi đó cho nhà các ngươi. Rồi hãy dẫn em Út đến cho ta. Vậy ta mới biết rằng các ngươi chẳng phải là tham tử, nhưng là người lương thiện. Ta sẽ giao em lại cho, và các ngươi sẽ được buôn bán trong xứ này. Vả đang khi các anh em trút lúa mì ra bao, này đâu trong mỗi bao có gói bạc của mỗi người. Cha và các anh em thấy những gói bạc mình đều lấy làm sợ hãi. Gia-cốp, cha họ bèn nói rằng, Pai là mắt các con ta. Joseph đã mất biệt, Simeon cũng mất biệt, mà bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa sao? Các nông nỗi này đều đổ lại cho tao hết. Ruben thưa cùng cha rằng, cha hãy giao em nơi tôi sẽ dẫn về cho. Ví bằng chẳng dẫn em về, thì cha hãy giết hai đứa con trai tôi đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng, con Út tao sẽ chẳng đi xuống với Pai đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó mà thôi. Nếu điều rủi ro chi xảy đến cho nó nơi dọc đường Pai đi, tất nhiên Pai làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng sốt dạ xuống âm phủ.